có lẽ là clip mình xin tạm dừng tại đây nhé. Con chim con này rất là mau mỏ, các bạn nghe hót, nuôi nghe hót là ok này. Nếu mà lạ lồng thì cầm lồng nó sẽ hơi dẫy một chút, không sao cả. Đấy, có tuổi lồng rồi các bạn nhé. Nó có một cái bớt trắng trắng ở cằm này, đặc biệt nhận dạng luôn nhé. Chào tất cả các bạn.